Xin chào mọi người, mình đang đốt lửa nướng hồng trước mặt bà của LV đính đá. Mặt sau khi được dúng vào đây là dung dịch hàn the thì sẽ được đốt hồng lên để tẩy xử lý các chất bẩn bám trên bề mặt bằng cách đốt lửa. Đây, sau đó thì mình sẽ cho vào nước hàn the đây. Nước hàn the để đun để tẩy trắng những quên đây nước phèn chua, đun để tẩy trắng nước hàn the, các hàn the có bám trên bề mặt của bạn. Sau công đoạn đó thì mình sẽ mang đi đánh trắng, là cho máy quay là đánh tương đối trắng rồi, gần như xong. Anh em có nhu cầu thì inbox qua cho mình có số điện thoại 0962 884 336. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.